của mỗi gia đình để mua lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, đi chợ ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm hoặc mang virus về nhà. Có nhiều băn khoăn rằng đi mua đồ thiết yếu thế nào để đảm bảo an toàn. Sau đây là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Văn Chánh về vấn đề này. Khi đi chợ, bạn phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K, mang khẩu trang, nếu có thêm kính chống giọt bắn càng tốt, chuẩn bị nước rửa tay nhanh. Khi mua hàng, người đi chợ nên hạn chế chạm vào các bề mặt của hàng quán, nếu có phải rửa tay khử khuẩn sau khi chạm vào. Bạn cũng hạn chế tụ tập đông người ở các hàng quán, khi thấy quán đông khách, ta có thể quay lại sau hoặc đến quán khác. Trong quá trình đi chợ, người dân không nên đưa tay lên mắt mũi miệng. Bạn cần khai báo y tế khi đến chợ mua hàng. Khách hàng không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà. Nên thông báo cho cán bộ quản lý chợ, cán bộ đầu mối phụ trách phòng chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người bán hàng có biểu hiện trên. Đồng thời, người đi chợ nên hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ. Nếu cẩn thận hơn, chúng ta khử khuẩn tiền được thối lại sau khi nhận từ người bán hàng ở chợ, nhân viên thanh toán ở siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Bạn nên dùng cách thanh toán online để hạn chế tiếp xúc với tiền tại các cửa hàng siêu thị. Trường hợp khi đến siêu thị phải sử dụng thang máy, người dân cũng nên lưu ý bởi thang máy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc COVID-19 do không gian trong thang máy chật hẹp, khép kín làm cho không khí không được thông thoáng. Hơn nữa, bề mặt bên trong của thang máy là nơi virus dễ bám vào. Tốt nhất, chúng ta nên ưu tiên sử dụng cầu thang bộ, trường hợp bắt buộc di chuyển thì mới đi bằng thang máy. Nếu đi thang máy thì không đi nhiều người cùng lúc, thang máy chỉ nên có 3 đến 4 người đi và khi vào thang máy không được nói chuyện, ấn tầng của mình sau đó sát khuẩn bằng tay. Mỗi người phải quay về một hướng trong thang máy, không được quay mặt vào nhau và nói chuyện để hạn chế giọt bắn. Sau khi đi chợ, siêu thị về nhà, người dân nên khử khuẩn mặt ngoài của các túi sách, túi đựng đồ. Ngoài ra chúng ta cũng lưu ý vệ sinh khử khuẩn xe, vì bề mặt xe cũng là nơi mà virus bám vào, vô tình chúng ta dắt xe, quên khử khuẩn tay cũng có nguy cơ lây nhiễm. Khi vào nhà, chúng ta nên tháo khẩu trang đúng cách, thải khẩu trang bẩn đúng chỗ, không được sử dụng lại khẩu trang, khử khuẩn tay, sau đó tắm rửa thay quần áo trước khi tiếp xúc với người trong gia đình.